Kính chào quý vị và các bạn. Ngày đầu tuần thì nắng sẽ trải đều khắp cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Và do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn, nên từ ngày mai thì khu vực phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Tây, khu vực Bắc Trung Bộ thì sẽ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28 cho đến 33 độ. Dự báo từ ngày 18 đến 23 tháng 4, tức là đến hết tuần, thì khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa cho đến Phú Yên thì sẽ khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 35 cho đến 37 độ và có nơi thì trên 38 độ. Tương tự với miền Bắc và miền Trung, thời tiết tại miền Nam cũng sẽ tiếp tục với hình thái là nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong toàn miền thì chỉ trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Tuy nhiên là những cơn mưa dông thì vẫn đang được cảnh báo sẽ tiếp tục diễn ra vào khoảng khung giờ chiều tối. Vì vậy, quý vị cần hết sức lưu ý. Nắng thì có xu hướng tăng lên, theo đó chỉ số tia UV ở cả ba miền đều được cảnh báo ở mức nguy cơ gây hại rất là cao, như là ở Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quy Nhơn hay Thành phố Hồ Chí Minh thì đều lên mức là từ 8 cho đến 10. Vì vậy quý vị đừng quên chuẩn bị áo chống nắng, mũ hay là kính râm khi ra ngoài, đồng thời cần hạn chế tiếp xúc với ánh nắng vào thời điểm buổi trưa. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi, sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Vùng núi cao có nơi trên 35 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, độ ẩm từ 80 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và sáng sớm có lúc có mưa nhỏ và sương mù. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phần cuối bản tin là dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị lên kế hoạch cho tuần mới hiệu quả hơn. Còn bây giờ, Thu Hằng xin được nói lời chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.